Vâng, Đỗ Sinh cùng với các bạn chúng ta lại đi dạo chợ hoa cây cảnh xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Vâng, rất nhiều người đứng ngắm trầm trồ với một cây sung. Tôi giới thiệu với các bạn luôn. Cây sung đang rất sai quả, từ dưới gốc cho lên đến ngọn. Anh báo giá cái sung này bao nhiêu anh? 4 triệu rưỡi. Vâng. Cháu đọc số chậm số điện thoại của cháu 0979 ạ. 119 078 ạ. Rồi. Chúng ta có số điện thoại để giao lưu với nhà vườn của các anh ở bên Đức Bác. Với hình ảnh cây sung được báo giá 4 triệu rưỡi. Rồi, bán cây sung luôn. Chào anh nhé. Vâng. Đẹp ạ. Có cái vóc dáng giống một cây xanh giáng long. Và tôi thấy anh còn có một cây dưới thân rất là cổ kỳ. Và cũng được xếp là những cây thân quái. Cái này giá bao nhiêu nhỉ anh? 3 triệu rưỡi. Vâng. Cây thân quái đấy. Và ngoài ra tôi thấy anh còn có cái lô cây đơn đỏ. Mà tất cả một loạt này, 6 cây này bóng dáng giống nhau như tạc luôn. Đấy. Như là một cái lò đúc ra. Gồm có 6 cây. Kể cả từ chậu. À, 6 cây này chắc là giá bằng nhau cháu nhỉ? Bao nhiêu tiền một cây? 350 một cây. 350 một cây. À. Ba trăm rưỡi chơi được ấy, bởi vì nó là cây hoa thôi mà. Khóm. Đúng không anh? Anh kiểm chứng rồi đúng không? Thì thề mái kênh cũng... À, đấy, thế là anh đi vòng đằng sau đấy. Như vậy là cái cây sam này thì là bao nhiêu anh ơi? Sam này là 2 triệu 2. 2 triệu 2, cây sam trực, Huyền. Thank you.
mấy phiên tôi có thấy anh đâu. Vâng, cháu đóng hàng cho mừng lên. Có hàng mới à? Đây, cháu tất hàng cho vừa đóng lên nè. Tất hàng đây à? Cả cây sung này á. Cây sung này bao tiền anh? Sung này 3 triệu 7. 3 triệu 7. Đúng nhiều, không có hàng tiếp với quả đấy. Quả đấy, đúng cái vòi đấy là vòi quả đấy, từ cái gốc lên đấy. Đây là bắt đầu đạt rồi, tiếp tục đạt này. Đúng rồi. Ba triệu bảy. À, chào anh nhá. Ừ, đây tôi thấy anh có cặp đôi ruồi trực liên chi à? Mua cái tùng kìa bác. Hả? Ông ấy ông vừa mua cái tùng là hẳn. Đâu? À rồi ông lục. Ông lục. Ông dưới Trung Sơn Trầm. Cặp dưới này của anh à? Vâng. Bao nhiêu tiền cặp dưới trực liên chi này? 6 triệu. 6 triệu một đôi. Hai cây dưới đối xứng. Bệ sung mà anh vừa mới bứt lá nghe già thế nhỉ? À, cái bệ sung hay đấy. Dễ dưới là anh sấn chứ không thì nó ra về, tạo về. Bao tiền? 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi? Và cặp này là một cặp này là hai, bên kia duy rồi, cặp bên này nữa, ôi ôi, toàn 5-6 cặp đôi, 5-6 cặp đôi ở Đức Bác. Đâu xe của nhà mình đâu? Xe cái bệ xanh kìa. À cái xanh kìa. Một cặp giống nhau à? À vào đây xem cái cặp xanh này cái. Tôi tưởng của người khác. À hai cây này giống, ô oh, đúng rồi, giống hệt nhau nhỉ. Đây là một cây này. Và đây là cây bên này nữa này. À, anh ấy có cặp đôi xanh rất giống nhau. À giống nhau kể cả cây tử giống nhau đặc biệt chưa. Kể cả cây tử cũng rất là giống nhau. Đến đây, đến đây. Đứng trước. À, vậy là anh đôi xanh này anh báo giá bao nhiêu anh? 4-5 triệu.
bao nhiêu? 45 triệu. 45 triệu. Vâng ạ. Cả đôi. Vâng, cả đôi. À, thế thì được. Anh cho thông báo cái số điện thoại để anh em giao lưu đi. 0915 888 078. À, tên là Thủy. Anh Thủy ở vâng. Đức Bác. Vâng, vâng. Sông Lô, Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc. Rồi. Vâng. 45 triệu. À, hai cây xanh tôi vừa mới giới thiệu với các bạn. Sẵn chơi. Giống nhau đặc biệt. Và cho đến kể cả cây tử luôn, chúng ta ngắm một cây bên này nữa. Đấy, đó là bóng dáng của hai cây này. À, số điện thoại của anh Thủy ở xã Đức Bác, Sông Lô, Vĩnh Phúc. À, vừa đọc. À, chúng ta sẽ giao lưu trực tiếp. Ngoài những phiên chợ hoa cây cảnh thị xã Sơn Tây, vườn anh Thủy bên Đức Bác còn có rất nhiều những dòng cây khác nhau để chúng ta đến tại vườn giao lưu rồi. Vâng, kể cả cái cặp ruối dáng trực liên chi đây cũng vậy, rất là giá hợp lý. Đỗ Sinh dừng cuốn video này để chuyển tiếp video sau giới thiệu với các bạn. Quay cho cái ổi tàu hay chưa? Chưa, tí nữa. Ở đâu cái ổi tàu đâu? Quay ngon này rồi bác ạ. Báo giá 20 triệu rồi. Bao nhiêu? 20 rồi. 20 triệu cái ổi này à? 20 triệu cái ổi này, giá 18 triệu cho bán. Mua điện thoại. 18 triệu cho bán. Anh báo cái này 20 triệu à? Không ạ. À, thế là anh kia nói tào lao rồi. Tí nữa tôi dính quả lừa rồi. À, anh báo giá cái này bao nhiêu? Cái này 9 triệu rưỡi. À, 9 triệu rưỡi. Rồi. À, nào anh vừa đi anh vừa nháy mắt anh vừa cười. Nói ra là anh trêu Đỗ Sinh. Vâng, nó cũng lên u mụn nhiều ấy. Có nhiều địa điểm đã lên u mụn rất nhiều. Cây cũng bóng cây cũng được. Giá 9 triệu.